Tin nóng bóng đá mới nhất, bom tấn đắt giá nhất ra mắt Man City. Ander Herrera ký hợp đồng 5 năm với Paris Saint-Germain. Cầu thủ tiền vệ Arjen Robben giải nghệ. Buffon chính thức trở lại Juventus. Công Phượng ký hợp đồng với Sinh Xui Đường trong ngày hôm nay là những tin chính trong bản tin bóng đá mới nhất hôm nay. Bom tấn đắt giá nhất ra mắt Man City. Man City xác nhận đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 63 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Rodri từ Atletico Madrid. Với giá trị thương vụ, Rodri chính thức trở thành tân binh đắt giá nhất trong lịch sử Man City. Trước đó, vị trí này thuộc về Riyad Mahrez, người rời Leicester City và gia nhập sân Etihad vào mùa hè 2018 với giá 60 triệu bảng. Rodri đã có màn ra mắt tại Etihad, đặt bút vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Rodri năm nay 23 tuổi. Gia nhập Atletico Madrid hồi tháng 6 năm ngoái với giá 25 triệu bảng và nhanh chóng trở thành trụ cột nơi tuyến giữa. Những màn trình diễn ấn tượng của Rodri đã thuyết phục được huấn luyện viên Pep Guardiola và nhà cầm quân này quyết đưa anh về Etihad. Trước Rodri, Man City cũng đã kích hoạt việc mua lại Angelino từ PSV Eindhoven với giá 5,35 triệu bảng, ký hợp đồng 4 năm. Ander Herrera chính thức ra mắt Paris Saint-Germain. Trên trang chủ, Paris Saint-Germain cho biết đã chiêu mộ thành công Ander Herrera theo dạng chuyển nhượng tự do. Rạng sáng nay giờ Việt Nam, tiền vệ Tây Ban Nha đã có màn ra mắt đội bóng mới. Paris Saint-Germain đã trao cho Herrera bản hợp đồng có thời hạn 5 năm kèm mức lương lên tới 300.000 bảng trên tuần. Mức đãi ngộ này vượt xa so với những gì MU đã đề xuất cho Herrera trong quá trình dài hạn. Herrera được cho muốn nhận lương 200.000 bảng trên tuần để gia hạn với MU, nhưng phó chủ tịch Ed Woodward không sẵn sàng chi tiền để có được sự phục vụ của cầu thủ sắp 30 tuổi này. Đó chính là nguyên do khiến Herrera rời MU theo dạng tự do. Tại Paris Saint-Germain, Herrera tiếp tục mang số áo 21 như khi còn chơi cho MU. Herrera sẽ là phương án thích hợp để chám vào vị trí tiền vệ trung tâm của Adrien Rabiot, người vừa rời Paris Saint-Germain để đến Juventus. Arjen Robben giải nghệ. Sau 19 năm chơi bóng chuyên nghiệp, tiền vệ Arjen Robben đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35. Tôi chắc chắn sẽ nghỉ hưu, đó là quyết định khó khăn nhất mà tôi phải đưa ra trong sự nghiệp. ESPN dẫn lời Robben, tôi phải chọn giữa trái tim và lý trí. Trái tim tôi nói có, còn lý trí thì không. Hồi giữa tháng 5, cầu thủ người Hà Lan công bố chia tay câu lạc bộ Bayern Munich sau khi bị chấn thương hành hạ anh trong thời gian dài. Thời điểm đó, Robben đã úp mở dự định giải nghệ nhưng chưa công bố chính thức. Robben khởi nghiệp từ câu lạc bộ FC Groningen, trải qua các đội bóng như PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid. Robben gia nhập Bayern Munich vào năm 2009 và gắn bó với đội bóng Đức trong thập kỷ huy hoàng, giành 8 chức vô địch Bundesliga, một lần vô địch Champions League, một siêu cúp châu Âu và một lần vô địch FIFA Club World Cup. Trong 16 năm sự nghiệp, Robben ghi 144 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ. Tại đội tuyển Hà Lan, cựu cầu thủ 35 tuổi ra sân 96 trận và có 37 bàn thắng. Anh giúp đội tuyển Hà Lan giành ngôi Á quân World Cup 2010. Buffon chính thức trở lại Juventus. Thủ môn Gianluigi Buffon đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế và chính thức trở lại khoác áo câu lạc bộ Juventus sau một năm chuyển đến phát đầu quân cho Paris Saint-Germain. Thời điểm rời Juve hè 2018, Buffon đã có 18 năm gắn bó với câu lạc bộ, chơi tổng cộng 656 trận và giành 9 danh hiệu Serie A. Rời Paris Saint-Germain, Buffon nhận được nhiều đề nghị nhưng anh quyết định trở lại mái nhà xưa. Lần trở về này, Buffon ký hợp đồng 1 năm, nhận mức lương 1,35 triệu bảng. Thủ thành 41 tuổi sẽ sắm vai trò kép phụ cho Roy Six Kesby. Lampard cần cải thiện khả năng chiến đấu cho Chelsea. Cựu cầu thủ Ashley Cole cho hay, Chelsea ở mùa giải 2018-2019 lẽ ra phải có một suất tranh giành ngôi vương ngoại hạng Anh với Man City và Liverpool. Tuy nhiên, đội bóng khi đó được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Sarri rất thiếu tính chiến đấu.
Ashley Cole cho rằng huấn luyện viên Lampard, người vừa được bổ nhiệm vào ghế nóng Chelsea, cần cải thiện điều này, nhất là khi Lampard từng là một tiền vệ có tính chiến đấu tuyệt vời. Van der Sar có thể trở lại MU. Khi được phỏng vấn về khả năng trở lại MU trên cương vị của một quan chức điều hành, cựu thủ môn Edwin van der Sar bỏ ngỏ khả năng, song khẳng định vẫn đang tập trung cho công việc ở Ajax. Ở MU tôi như cảm thấy một bầu không khí gia đình, những đầu bếp và tiếp tân năm xưa vẫn còn ở đó. Tôi có sự tôn trọng lớn cho Ed Woodward. Tôi không cần phải là một người tai to mặt lớn nếu trở lại, nhưng bao giờ, tôi chưa thể nói, cựu thủ thành huyền thoại của MU cho biết. Neymar hối hận vì rời Barca. Đồng hương Adriano cho biết Neymar đã rất hối tiếc về quyết định chuyển sang khoác áo Paris Saint-Germain hồi năm 2017 và hậu vệ trái này tiết lộ anh vừa cùng với đồng đội cũ nói chuyện cách đây 3 tuần. Tất cả mọi cầu thủ từng đá cho Barca đều hối hận khi ra đi và Neymar có lẽ là hối hận nhất. Cậu ấy sẽ không từ chối nếu có cơ hội được trở lại, Adriano nói. Con trai Ronaldinho mơ xuất sắc như cha mình, Joao Mendes. Con trai của huyền thoại Ronaldinho hiện đang khoác áo đội trẻ câu lạc bộ Cruzeiro. Mendes thử việc cho câu lạc bộ này và chỉ sau khi được nhận và đặt bút ký hợp đồng, cậu mới tiết lộ tên của cha mình. Joao Mendes đá ở vị trí tiền đạo và sinh tháng 2 năm 2005. Mẹ của cậu là một vũ công người Brazil mang tên Janaina Mendes. Tức tốc trở về MU, Pogba chốt tương lai. Nguồn tin từ tờ Marca khẳng định, Pogba đã tức tốc từ Mỹ đáp chuyến bay trở lại Manchester. Ngôi sao 26 tuổi này sẽ đưa ra yêu cầu chuyển nhượng đến ban lãnh đạo MU ngay khi đặt chân đến trung tâm huấn luyện Carrington. Đến với bóng đá Việt Nam, ngày hôm nay, mùng 5 tháng 7, Công Phượng sẽ chính thức ký hợp đồng với Sinh Xui Đường để trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai thi đấu tại châu Âu, sau đàn anh Lê Công Vinh. Không chỉ còn là tin đồn, việc Công Phượng chuyển sang Bỉ thi đấu cho câu lạc bộ Sinh Xui Đường đã được người của Hoàng Anh Gia Lai xác nhận, thậm chí thời điểm tiến hành họp báo cũng được ấn định là trong thời gian sắp tới. Một, Công Phượng không phải cầu thủ đầu tiên của Việt Nam thi đấu ở nước ngoài. Người đầu tiên là Lê Huỳnh Đức khi khoác áo Lai Phan Trùng Khánh năm 2001. Tuy nhiên, đó là bản hợp đồng trao đổi đậm chất thương mại, và cựu danh thủ này cũng không để nhiều tiếng dấu ấn. Công Phượng cũng không phải cầu thủ đầu tiên sang châu Âu, bởi 10 năm trước, đàn anh đồng hương Lê Công Vinh từng chơi cho Leicester SC 3 tháng. Nhưng thương vụ Công Vinh năm ấy giống một chuyến du học hơn là thi đấu, bởi Hà Nội TT phải chi 100.000 đô la Mỹ cho đội bóng Bồ Đào Nha, và Vinh được giới thiệu với Leicester cũng nhờ uy tín của huấn luyện viên Calisto. Còn Công Phượng thì sao? Công ty chủ quản của Sinh Xui Đường là DMM không giấu giếm ý đồ mở rộng thị trường sang Đông Nam Á, nên bản hợp đồng này ít nhiều cũng mang tính thương mại, song vẫn rất có ý nghĩa với cá nhân Phượng và bóng đá Việt. Đây là lần đầu tiên một câu lạc bộ châu Âu theo đuổi sát sao cầu thủ Việt Nam và cực kỳ nghiêm túc trong chuyện ký hợp đồng. Trước đó, Phượng đã lên kế hoạch sang Pháp để thử việc ở đội hạng nhì Clermont FC, song rõ ràng, việc được ký hợp đồng ngay khác hẳn với một tháng thử việc và chờ đợi. Đó là lý do Công Phượng đã tuyên bố rất mạnh miệng rằng tôi muốn trở thành hình mẫu tốt để các cầu thủ Việt Nam hướng đến môi trường châu Âu và trải nghiệm bầu không khí bóng đá tại đây. Hai, đánh giá về thương vụ này, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedler, người từng giành danh hiệu vua phá lưới giải vô địch Bỉ trong màu áo Sinh Xui Đường, tin rằng thử thách cho Công Phượng sẽ rất lớn. Đó là sự thực, trong biên chế Sinh Xui Đường đang có tới 8 tiền đạo, trong đó có những đối thủ cạnh tranh rất lớn như đội trưởng Jordan Botaka hay chân sút đắt giá nhất Johan Boli. Tất cả những cầu thủ này đều có thể hình, thể lực vượt trội so với Công Phượng, rất khó để Công Phượng tìm cơ hội ở vị trí tiền đạo, và ngay cả nếu dạt biên, anh cũng sẽ phải cạnh tranh với những cầu thủ đáng chú ý như cựu tuyển thủ U21 Hà Lan Jai Vilos hay Christian Sebolos từng trưởng thành từ lò La Masia. Với những khó khăn như thế, Công Phượng sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, chắc chiêu hơn mỗi khi được ban huấn luyện tin tưởng trao cơ hội ra sân. Dù chính giải vô địch Bỉ chỉ thuộc tầm trung bình ở châu Âu như Áo và Thụy Sĩ, thì mức độ chuyên nghiệp vẫn được đánh giá cao hơn hạng 2 Nhật Bản hay hạng nhất Hàn Quốc. Những giải đấu mà Công Phượng từng trải nghiệm, chưa kể những khác biệt về văn hóa và lối sống, đòi hỏi sự thích nghi cao. Hồi đầu năm, Công Phượng từng viết trên trang cá nhân rằng tạm biệt các giải trẻ, tôi phải lớn đây. Chuyến xuất ngoại trời Âu lần này tiếp tục là một dịp để anh chứng tỏ mình đã trưởng thành sau những thành công và thất bại của tuổi trẻ.